Long chào tất cả quý vị cùng anh em và các bạn. Hôm nay công ty Minh Huy sẽ là một cái hành trình vừa đi bàn giao và vừa đi nâng cấp. Thì đây, bộ loa kéo Vip Pro. Hiện tại là đang rất hot nha các bạn. Đó, thì hiện tại đội của Huy là 3 đội. Đó, giờ đội này sẽ đi Long Thành. Và một đội nữa là hàng đã chắc lên xe. Đây các bạn, xe mình đậu chuẩn bị sẵn sàng mở nắp lên hết rồi, cốp hết rồi. Đó, thì ở đây là hàng rất là nhiều. Đây là hàng nâng cấp nha quý vị. Đây đây đây, nào là súp nè, full nè, đẩy nè, rồi mixer nè. Đó, là mình sẽ đi xe tải này nâng cấp lên tại Bình Dương để mà nâng cấp và setup lại cái bộ dàn âm thanh cho khách. Và chiếc xe này sẽ là xe đi bàn giao bộ loa kéo VIP. Bây giờ xin mời tất cả anh em cùng quý vị hãy theo mình nhé. Ok. Như vậy thì Minh Huy cũng đã vận chuyển hàng lên tới Bình Dương rồi. Đây là anh chủ nè. Nghe nói là mình làm hội chợ đúng không anh? Có nghĩa là hồi trước là mình di động mà bây giờ mình để lại một chỗ. Dạ. Đây lo full đôi 40 nè. Cặp này với cặp kia. Đó, cho nó đi. À, có nghĩa là sẽ là thành ra là hai một cặp súp đôi và hai cặp súp đơn. Đúng rồi. Bây giờ là Minh Huy là anh khách có đầu tư là hai con đợi 4 cân nè, cặp súp nè, cặp phun đôi. Đường đôi này là phun đôi từ neo nha, còn bên này là từ thường. Cho nên là cái vấn đề mà set up để cho nó cân bằng được là một vấn đề rất là căng thẳng, không phải đơn giản đâu. Cho nên là bây giờ là Minh Huy sẽ phải cố gắng hết mình, hết khả năng để làm được cái bộ này cho chất âm nó tốt nhất. Đây nó có máy tôn nha các bạn. Đây nhà có máy tôn cho nên là bây giờ để bên Huy nghiên cứu thử thế nào cho để máy tôn này mà với cái bộ loa lớn cỡ này là đánh là bảo đảm. Xin thưa với quý vị là không thể nào mà nghe được. Nhưng mà theo được biết á là bên Huy test ở đây nhưng mà ảnh đưa về làm hội chợ đúng không anh? Dạ, ở Bến Cát, chợ đêm, chợ đêm. À, là ảnh sẽ làm hội chợ, chợ đêm Bến Cát nha các bạn. Rồi khi nào mà quý vị ở Bình Dương này á mà có giải trí á thì ghé cái hội chợ Bến Cát, chợ đêm Bến Cát Bình Dương để mà cùng giải trí sau những giờ làm việc vui chơi. Mời anh về Hà Tĩnh, ơi khúc hát sông quê, ai đi xa mồ đó. Nghe tâm thương như dòng sông thua nhỏ, ai nào ai quen sao nữa không về. Anh cứ đồ em nọ chỗ và nọ lấy, trao về nhau mùi hát để anh nghe. Một ngày anh thương em, một hai ba bốn năm sầu sầu hai ba, một hai ba sầu sầu một. Rồi, ok. Một, hai. Em mới có phải ngồi khi trời đang mưa. Em mới có phải
trời đã sáng đỏ. Mùa đông gió bay anh đang chờ, mùa đông anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ôm hai mắt mộng lại buồn hay xa, khi ta đã hiện một nơi bên nhau. Dù cho nắng gió môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia nhờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn giờ, ta yêu thiết tha. Để mùa đông đã cưới đôi mình, em ơi xin lại thật gần đến ngay, cho anh diễn chân đủ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thanh đầy, không ngủ sâu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ok, thank you tất cả quý vị. Với các bạn nói chung là hôm nay phải nói trời mưa rất là lớn. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là ở đây là khu vực Bình Dương, mà khi bên Huy lắp ráp vừa đưa ra bên ngoài thì trời vừa tết thì trời đổ mưa, đành phải đem bên nhà bên trong. Thì bên trong với cái cấu hình loa này rất lớn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa, 4-5 con men và loa quá trời luôn. Mà ở đây mái tôn cho nên là cái âm thanh nó sẽ hạn chế vừa tiếng mưa rồi vừa là tiếng mái tôn nữa, cho nên là âm thanh nó không nghe, các bạn nghe không được tốt lắm. Thì mong các bạn nghe cái video này các bạn thông cảm. Nếu mà đem ra ngồi trời kia mà trời không mưa, bên Huy sẽ test phải nói đi rất xe và rất ok. Thì ở đây là bên Huy cũng đã xong hết rồi. Đó, đưa vô nhà test và mình cũng ca một ca khúc, mặc dù trời mưa nhưng mà cũng phải ca để kiểm âm thử cái chất âm cái mic như thế nào. Đây là anh Huy nha các bạn. Là đã có nghĩa là được người giới thiệu hả? Dạ, được người giới thiệu, được đoàn hội chợ giới thiệu qua. Là cái đoàn hội chợ ở đâu? Ở Phan Thiết. Phan Thiết à? À, dạ là cùng cái đoàn hội chợ đó đã mua bên công ty rồi. Công ty rồi, đúng rồi. Rồi giới thiệu cho em biểu điện qua cái công ty. Rồi, ok. Thì vừa rồi mà mình nâng cấp á, máy đồ thì mình như thế nào? Theo ý kiến cho quý vị biết á. Mới chưa đánh chứ mà điều thấy lên làm này là thấy ổn định. Dạ. Hài lòng ok, dạ là ok rồi. Dạ. Rồi cảm ơn nhé. Dạ rồi. Dạ. Như vậy thì nói chung là trời tuy rằng mưa nhưng mà bên Huy cũng rất là cố gắng để mà hoàn thành xong cái chương trình nâng cấp cho khách. Thì các bạn cần nâng cấp hàng hoặc là lắp đặt, các bạn cứ gọi các số điện thoại mà bên Huy đã đăng trên video. Chúc tất cả các bạn được sức khỏe. Xin chào.